lý trang trại là một khâu rất quan trọng giúp đạt được thành công trong nuôi tôm mật độ cao. Như đã đề cập trong lần trước, quản lý trang trại kém hiệu quả sẽ dẫn đến tăng chi phí sản xuất, tỷ lệ sống thấp và làm giảm lợi nhuận. Nó cũng có thể dẫn đến tăng cơ hội bị nhiễm bệnh và làm thất bại mùa vụ. Quy trình success của Stretting sẽ tập trung cung cấp cho khách hàng những kiến thức chuyên môn chính xác và hướng dẫn quy trình phù hợp để đảm bảo hiệu suất trang trại tốt, lợi nhuận nhiều hơn và tỷ lệ thành công cao hơn. Quy trình quản lý Success Farm sẽ được chia làm 2 phần. Phần 1, giám sát và theo dõi. Phần 2, thu tỉa và thu hoạch. Giám sát, theo dõi. Giám sát các yếu tố chất lượng nước và cân mẫu tôm định kỳ là rất quan trọng để cung cấp thông tin về hiệu suất vụ nuôi và các điều kiện môi trường tôm sống. Các yếu tố môi trường nên được giám sát hàng ngày để đảm bảo rằng yếu tố môi trường là tối ưu cho tôm. Khách hàng làm theo quy trình Success sẽ đo đạt các thông số như sau: oxy hòa tan, pH, độ mặn, canxi, magie, kali, khí nitơ, mật độ Vibrio trong ao nuôi và NTU. Các thông tin này sẽ được đính kèm vào bảng tính để tiện theo dõi. Những thông số này sẽ cung cấp một bức tranh tổng quát về chất lượng nước. Thu tỉa. Thu hoạch tôm là một trong những bước cuối cùng của chu kỳ sản xuất, nhưng có thể được thực hiện xuyên suốt trong quá trình sản xuất dựa vào các yếu tố như giá tôm, năng lực tài chính hoặc trường hợp cấp bách. Thu tỉa là một phương pháp hữu hiệu để xoay vòng tiền. Thu tỉa trong quá trình sản xuất không những là một công cụ để tối ưu hóa sản lượng tôm thu hoạch mà còn giúp tôm tăng trưởng nhanh hơn. Quy trình Success khuyến cáo sử dụng lưới bát quái hoặc lưới 12 cửa để thu tỉa. Sử dụng lưới bát quái để thu tỉa sẽ giúp tôm ít bị stress và chất lượng tôm thu hoạch cũng sẽ cao hơn và giá bán sẽ tốt hơn.